Rồi em chào anh em. Giờ này em gói hàng cho anh em xong rồi. Yep. 28 đơn. Yep. Rồi đi vô đi, bao quay clip bán hàng cho khách cái ha. Ừ. Trưa này em còn hai bộ lửa full 110. Em còn được hai bộ lửa full 110 với anh em bán xả cho anh em luôn. Hai bộ lửa này là gửi đi cho hai khách hàng đều hoàn về hết nha anh em. Đó, trong nhưng mà có nói đi phải nói lại, trong đó có một bộ lửa là lo do lỗi của phần của bên mình, bên em. Nó chỗ này là nói chung là cái này là em phải xin lỗi khách luôn nè. Cái bộ này nè, em bán cho một anh trai ở Cà Mau cái gì nè. Đúng rồi, bộ lửa full 1 nè. Bộ này em bán cho một anh trai Cà Mau cái bộ số 1 nè, hôm nay em xả cho anh em luôn. Do cái này cái lỗi của em kiểm tra không kỹ, không phải lỗi của anh nha. Anh mua hàng rất là chân tình, tới nơi anh nhận hàng anh kiểm tra anh báo với em đàng hoàng luôn. Những khách hàng gì em rất là mừng luôn nha anh em. Nè, ngôi sao ba cánh nha. Bộ này cuộn lửa rất là đẹp nha anh em, em quay ban ngày chi tiết lắm đó. Đó, cuộn lửa rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái phần hoa lăng nó có cái lỗi gì em sẽ báo cho anh em luôn. Đó. Bây giờ quay vô nó luôn. Em hai bộ này em bán cho anh em á, nói chung là giá nó ok lắm. Đủ phụ kiện luôn nha. Bao anh em luôn, bán là đủ phụ kiện cho anh em đây nè. Phụ kiện nó để em để riêng ra góc nè. Hai bộ đều có đủ phụ kiện hết nha. Rồi dĩa đề. Thì nói chung á, em nói thẳng với anh em luôn, mấy bộ lửa này á là lửa tầm trung. Bao anh em xài không trả bi đề thôi, chứ anh em đừng có đòi mà nó đẹp nó cọp thẳng băng láng lừ là không có đâu, nói thẳng với anh em luôn. Anh em muốn lửa đẹp lửa cọp thẳng băng láng lừ. Đó, một bộ giá từ giá 1.700.000, 1.800.000, 2.000.000. Đó, em nói sự thật mất lòng nha anh em. Đó. Anh em thấy nó gợn nhưng mà anh em gờ tay không gợn. Nói cho anh em vậy đó. Thì anh em cân nhắc. Để mua tới rồi cái anh em mình phiền lòng nhau nữa. Đó. Rõ ràng nha anh em. Đúng vậy, đề zin theo xe nha. Cái bộ này nó đẹp dữ lắm mà có cái lỗi ép ôn. Đó. Ken khích vô đi, bao quay clip cái ha. Đẹp luôn nè anh em thấy không? Đó, ok hết nha anh em. Đó, thiệt cái bị cái này cái lỗi do em chứ không phải do ảnh. Nói chung là hàng như gì ảnh hoàng là đúng. Tại vì do em tả hàng không chuẩn. Nè, cửa dài nè ha. GF4413 nè, hoa lăng cũng ok lắm nha anh em. FT. Bộ lửa này full 1 đời 201 Mitsuba ngày 31 tháng 3 năm 2001, chuẩn nha. Đó, hoa lăng cũng còn đẹp lắm nha anh em, không có bèo. Đó. Thì thích hợp cho anh em alpha lên 110, bộ này em bán giá rẻ cho anh em luôn. Ở trong vàng đẹp luôn nè. Nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao anh em coi nè, nó vuột mấy cái lá thép hết trơn. Đó, nhưng mà cái này không ảnh hưởng nha, không phải nó vuột đâu. Cái này không phải nó vuột đâu anh em, mà nó cọ cửa đó. Nó cọ cửa nó bị mòn đó, chứ không phải nó vuột lá thép đâu nha anh em. Đó, cọ cửa nhiều nguyên nhân lắm, do anh em lắp sai nắp lửa, cũng có thể là do cái đầu dên nó đảo cũng chừng nữa. Đó, nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà đang xài bình thường, đang cháy nổ bình thường, bao xài luôn. Đó, bộ này là đủ phụ kiện, lửa phụ 1 đủ phụ kiện. Bán xả cho anh em luôn 900.000. Rồi. Bộ số 2 cũng là full 1 luôn, nhưng mà đời này em biết đời mấy đem kiểm tra lại. Đây nè, hình ngôi sao ba cánh nè, rõ ràng nè, thấy không anh em? Đó. Bộ này thì nói chung cái cuộn lửa ở ngoài nó có hơi đốm nhẹ nè, có sao báo với anh em vậy. Đó, A6 đúng cuộn lửa theo xe. Không có quấn gì lại hết nghe anh em, bao cháy nổ. Đó. Bộ số 2 này thì cái dĩa đời nó đẹp. Để đẹp hơn bộ nãy một chút. Đó, nó ít gợn hơn nè. Anh em thấy hoàng hoàng như bao anh em gờ tay không gợn nha. Bao anh em xài không trả bi đề đâu. Tình trạng em nói rất là rõ cho nên anh em đừng có lăng tăng. Thí dụ như anh em nhắm được thì chơi cũng được thôi à. Đó, rồi. Phần hoa lăng nè. Đó. Ừ. Bán xả cho anh em cho nhanh lẹ luôn. Hai bộ này làm em hồi kỳ gọi chiến tốn phí đi phí về. Cửa nè, GF4413 nè, hoa lăng hồng luôn nè, đẹp luôn nè, thấy không? Đời cũng đời 201 luôn, hai bộ này 201 hết. Mitsuba ngày 27 tháng 1 năm 2001. Đó. Đẹp luôn nha anh em. Ở trong là không có bể từ 7500 sức mẻ gì hết á. Bao anh em xài, ở trong nó có hơi đốm đốm nè, nhưng mà bao xài nha. Rất viên bi ra nè. Đó, bộ này bán 1.100.000 đó, không lỗi. Còn bộ này nó có lỗi như nãy đó, 900. Rồi, chào anh em, nhanh lẹ. Đủ phụ kiện nha anh em, đủ phụ kiện cho anh em hết. Bộ này 900 nè, bộ này 1.100.000 nè. Anh em nào xài hú em, chào anh em nha.